Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Ngày hôm nay thì tiếp tục sau một tuần hoạt động thì ban mình đã thu được khoảng 10-3 bí kíp anh em à. Và ngày hôm nay thì Khả sẽ tiếp tục khui 10-3 bí kíp bắt 3 cho anh em xem. Thử liệu ngày hôm nay ban Phật sẽ ra cuốn bí kíp gì và liệu có được hỗ trợ cho anh em nào lên 120 tiếp theo không nha anh em. Lần trước thì cũng đã bán được hai cuốn volume kích, cũng đã hỗ trợ được cho một số anh em lên bí kíp 120 nha anh em. Ok, bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem thử nhảy như thế nào nha. Coi ở đâu. Được like cho like chim cho anh em xem. Lô like anh em ơi, like Discord cho anh em xem luôn nè. Khả đang làm video xem Discord nha. Rồi ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khui nha anh em. Khui. Hiện tại với 10 là 30 kit thì được xem được gì đây. Từ từ đi cắn bình may mắn nè. Làm bình may mắn hả? Cho nó may mắn cho nó thơm thơm mở ra bí kíp xịn xịn sò một tí nè. Rồi, vô bà tờ nha. Rồi, để vô bà tờ ngay. Cánh mười mánh ngay. Rồi. Ok, đã có quốc tử trên đầu. Ôi, cánh được mà, không có mà. Áo kìa. Dễ thân khác chứ nó hiện rồi nè. Ok, đó có quốc tử trên đầu nha nè. Khui nè. 15 kiếm kiếp anh em ơi. Anh em đặt bí kiếp gì nè. Khui. Được à, tắt cái phần này xuống rồi. Khui. 10 cuốn bí kiếp nha nè. Đầu tiên chúng ta cùng khui thử được cuốn bí kiếp gì đầu tiên đây. Lưu tinh đao pháp này thì không được hiếm rồi, không phải dạng hiếm rồi, dạng bình thường thôi. Tiếp tục. Phi đao nhiếp hồn thực, à hàng hiếm này, hàng hiếm này. Hàng hiếm này anh em. Tiếp theo. Là một cuốn nhiếp hồn nha anh em, khá là hiếm cho đường môn anh em à. Tiếp theo. Lưu tinh đao pháp đủ hai cuốn dữ. Đúng. Ngũ độc đao pháp bình thường quá. Thiên vương, trời, thiên vương. Diệu kiếm một thịt, à hàng hot anh em đặt nè. Một cuốn cái mày kiếm nha nam. Rồi tiếp theo. Lưu tinh đao pháp đủ gì ba cuốn lưu tinh nhớ. Cái văn côn hàng hiếm đó anh em ơi. Cái văn côn pháp nha nam. Rồi có tiền cho vàng rồi. Tiếp theo. Thiên vương đao đủ hai cuốn đao luôn chờ. Hai cuốn đao. Ba cuốn lưu tinh đao pháp vãi đái. Thiếu lâm côn pháp chưa. Diệu kiếm mật tịch là được những cuốn mà quan trọng là như là nhiếp hồn này, đường môn này, phi đao này. Rồi diệu kiếm mật tịch ngay mới kiếm này, hồn trường có anh em đặt anh em à. Rồi tiếp tục đó là cái băng cung pháp thằng hiếm. Thì nói chung thì những được những cuốn như thế này á thì anh em nào mua thì Khả sẽ thống kê như là chất lên bảng lương và cũng như là bù vào tiền lương tuần cho anh em nha anh em. Thì mà hiện tại bây giờ những cuốn bí kíp lỡ bao này á thì bán ra ngoài một kim không ai mua nè. Nhưng mà nhiều khi mình mở ra những bí kíp hiếm này á, mình có thể bán 2-3 kim, cũng thể 5-10 kim nè, tùy môn phái nè. Đó. Thì tuần trước thì bán 3 cuốn dân lâm kích rồi. Hai cuốn chứ. Với lại một cuốn game giỏi đăng kiếm, những cuốn phi đao cũng được vài kim nha nè. Ok. Đây là những cái cuốn mà cảm giác ok nha nè. Ôi giờ ngũ độc đao pháp. Ngũ độc đao pháp ok. Boss em ơi. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho video Khả một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Và bây giờ Khả gì giao dịch cho con còn lon cho nó giữ ơi. Rồi khi nào cần cũng nào tính cho nè. Anh em nào cần cũng nào thì cứ lóc bang rồi giao dịch bán cho anh em nè. Hỗ trợ anh em lên 120, nói chung ở ngoài bán giá cao thì ở trong bang sẽ bán giá 1/2 thôi anh em, hoặc 1/3 cho anh em lên 120 thôi. Hỗ trợ cho anh em lên 120. Phun độ. Quá trời. Cái băng cung pháp dự kiến mật tịch. Thiên vương đao chịu rồi. Cái băng cung pháp
Thiếu Lâm Cung Pháp, Phi Đao, Nhiếp Hồn, Lưu Tinh Đao Pháp. Trời ơi, ba cuốn Lưu Tinh Đao Pháp và trưởng. Ok, Lâm Phong đổi nha Nam.